trình được bảo trợ bởi Bạn sẽ đi đâu với OCBus? Kính chào quý khán thính giả, tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Trong lúc đã off air thì có một thân chủ gọi vào, thì ông có một cái đứa con 24 tuổi lái chiếc xe. Và cái câu hỏi đó là bởi vì ông đứng tên trong chiếc xe của cháu, thì cái nào tốt nhất là để tránh ông khỏi phải chịu trách nhiệm nếu mà chẳng may cháu gây ra tai nạn, thì cái lời khuyên của tôi là ông nên để cháu đứng tên chiếc xe của mình, là bởi vì và đồng thời bởi vì cháu dưới 26 tuổi và còn đi học ở đại học. Do đó đó, thường thì ông đa số những hàng bảo hiểm nó vẫn tiếp tục để nó có thể cháu cùng đứng chung với lại cái policy, với cái bảo hiểm của ông, để mình có thể được nó gọi là multiple car discount, tức là đại khái cái bảo phí nó sẽ thấp hơn nếu mà cái xe của cháu và xe của ông đứng cùng trong một bảo hiểm. Khi đứng chung như vậy đó thì ông cũng không bị trách nhiệm gì hết đâu, miễn là ông không còn đứng tên cái chủ quyền của chiếc xe mà cháu lái mà thôi. Ok. Dạ. Dạ. Dạ 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 vâng, dạ cảm ơn luật sư nhiều lắm. Tôi sẽ làm đúng theo cái hướng dẫn của luật sư. Okay. Lại nhân đây một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn luật sư. Vào cái năm tháng 4 năm 2012, vợ chồng tôi có bị một cái trường hợp accident. Vợ chồng tôi có một phần lỗi trong đó. Và cái case này là tôi đã đi nhờ, trước khi đến gặp luật sư tôi đã nhờ một số luật sư ở trong cái vùng của tôi, nhưng mà không ai nhận hết, tại vì họ nói là cái case này họ không thể cãi, họ không thể đấu tranh cái phần thắng cho tôi được. Thì sau đó qua những bạn bè quen biết giới thiệu, tôi có đến gặp luật sư, và luật sư đã đấu tranh cho tôi được cái phần bồi thường rất là thỏa đáng. Vợ chồng tôi cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ. Dạ, ok, dạ chúng rất là cảm ơn ông đã có cái lời mà tốt cho tôi cũng như văn phòng của tôi, và cũng chúc ông bà may mắn, và cũng hy vọng là tôi đã làm cái việc tốt, đã đem lại cái kết quả tốt cho ông bà. Nếu tôi không lầm, hình như trong cái case đó là ông bà cũng có một cái phần lỗi, do đó mà vì vậy đa số những cái văn phòng luật sư mà ông bà đến họ từ chối, không có nhận cái case của ông bà. Thì nhưng mà dạ, nhưng mà tôi sau khi đọc và hỏi kỹ ông bà về cái dữ kiện cái tai nạn đó, thì tôi thấy là tôi có thể làm mà mang lại cái phần thắng cho ông bà, thì tôi cũng mừng là tôi đem lại cái kết quả tốt cho ông bà để được ngày hôm nay ông bà gọi lại nhé. Dạ. Dạ dạ vâng. Dạ. Dạ cảm ơn nữa ha, vợ chồng tôi xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ. Chúc luật sư luôn dồi dào sức khỏe để phục vụ cho cộng đồng, giúp đỡ cho những người Việt đang sống ở quanh khu vực này. Dạ. Chào luật sư ạ. Dạ dạ cảm ơn ông nhiều. Dạ kính chào ông. Dạ. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ. Tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ hello luật sư. Dạ. Dạ, tại vì tôi thấy ông kia cũng còn nói trên đài, tôi hỏi được không ạ? Dạ được, dạ hết rồi, bà có thể đặt câu hỏi. Dạ vâng, thưa luật sư như thế này, con gái của tôi đó là dental hygienist trong một văn phòng nha sĩ. Thì cái bà nha sĩ này bà yêu cầu là khi mà clean răng cho bệnh nhân trước đó phải đo huyết áp cho bệnh nhân. Yeah. Thì hôm nay là có hai chị có một trường hợp như thế này, hai vợ chồng tới thì đo huyết áp cho hai vợ chồng. Thì lúc mà đo huyết áp cho ông chồng xong rồi sau đó thì đến khi đến chữa răng cho ông chồng xong, đến khi đến phiên bà vợ, thì bà vợ bà mới hỏi con gái tôi là ông chồng tôi huyết áp như thế nào. Thì con gái tôi mới lại từ nghĩ là vợ chồng chứ trả lời là hơi cao. Đó, rồi ông bà hỏi cao bao nhiêu, tôi nói con số. Rồi sau đó thì hai vợ chồng về không biết chuyện gì nhà, mà ngày hôm sau thì cái ông chồng đó ổng mới đăng lại trên cái online, ổng nói là ổng đòi xui con gái tôi, ổng đòi xui cái văn phòng chỉ mà con gái tôi làm cho đó, nói là cái đó là vi phạm riêng tư của ổng đó. Thì biết ở trường hợp như vậy ổng có được không, và nếu mà xui mà ổng cái đó là ổng dọa đó, không biết, nhưng mà nếu trường hợp ổng có làm, ổng có làm được không, và nếu mà ổng xui được thì mình bị cái tội gì, mình như thế nào mà. Thì cái bác sĩ thì bác nói bác chị là bác thấy một người bệnh nhân mà khó như vậy,
bác cũng đã, bác cũng đã làm cho bệnh nhân mà bác cũng có nói, tại vì bác chính đặt bác cũng có nói mà không có ai nói gì bác hết đấy. Và bây giờ thì con gái tôi lại bị rơi vô cái trường đó, thì bác có nói, bác nói là bác cũng không ngờ cái gì cái ông đánh dữ như vậy. Dạ dạ dạ, ok, dạ tôi nghe rồi. Ok, 2004 đó thì chính phủ liên bang Federal Government đó, họ mới ra một cái luật viết tắt là HIPAA hay là Health Insurance Portability and Accountability Act. Cái luật đó đó căn bản đó là nó đòi hỏi những cái người bác sĩ hay là bệnh viện hay là nha sĩ là phải giữ bí mật, cái confidentiality về cái tình trạng sức khỏe, bệnh tình của cái người bệnh nhân của mình, và không có thể cho bất cứ ai, cho dù đó đó là vợ chồng hay là con cái của cái người bệnh nhân đó. Thành ra đó với cái việc mà người con gái của bà cho cái biết cái huyết áp của ông chồng cho cái bà vợ đó, thì về phía cạnh luật pháp gọi là technical á, thì yeah, có thể là vi phạm cái luật mà tôi vừa mới nói gọi là HIPAA, Health Portability and Accountability Act của năm 2004. Nhưng mà trên thực tế đó thì nó không có ai thiệt hại gì. Có thể you know, nếu mà họ biết, họ complain đến tận nơi tận chốn, thì chẳng hạn Board of Dental Examiner thì maybe cái người bị bác nha sĩ có thể bị khiển trách, nhưng mà vấn đề thiệt hại thì không có. Thì trả lời câu hỏi của bà thì đúng ra là cái người nha sĩ đó phải cho biết những cái người nhân viên mình là không nên cho những cái người thân của bệnh nhân của mình biết về cái tình trạng y tế sức khỏe của họ. Ok, mình nên có cái policy là như vậy. Ok, còn về vấn đề thiệt hại hay là kiện tụng hay làm gì khác thì tôi không nghĩ là có thể đưa đến cái nguy hiểm gì đâu. Sẵn cái câu hỏi của bà đó nó cũng rất là hay, là bởi vì đó trong những cái giấy tờ mà làm về di chúc và tín quỹ đó, thì thường cái người luật sư cũng sẽ phải làm cho cái người thân chủ cái giấy ủy quyền về y tế và hậu sự, nó gọi là Advanced Healthcare Directive. Cái giấy đó là để trong trường hợp cái người mà bệnh nhân mà bị bệnh hay là không có quyết định được cái để cho bác sĩ biết cái quyết định mà chữa trị hay không chữa trị, thì vợ hay chồng hay là con của mình có thể cho phép bác sĩ nhà thương biết để mà quyết định thay cho cái người bệnh. Nhưng mà thường đó, cái giấy đó đó sẽ không có thể có hiệu lực trừ khi cái người mà luật sư sẽ phải làm cho một cái tờ giấy nó gọi là HIPAA authorization, tức là cái giấy đó cái người thân chủ sẽ cho phép bác sĩ, bệnh viện, nhà thương, những cái người mà treatment cho mình release cho biết, cho vợ hay chồng hay con mình biết là cái tình trạng của mình. Thì chỉ có cái giấy đó đó phải có thì bác sĩ mới dám mà cho cái người thân của mình biết để mà chữa cho mình. Ok, thì bây giờ tóm lại đó là về vấn đề technical legal, yes, cái người con gái của bà không đúng, có thể không phải lỗi của cổ, lẽ ra là cái người chủ của cổ phải cho biết cái tình trạng đó. Tuy nhiên liệu rằng cái chuyện này nó có thể đưa đến cái hậu quả gì nghiêm trọng hay thiệt hại gì hay không thì chúng tôi không có nghĩ rằng nó sẽ đưa đến cái thiệt hại gì nhiều, ngoài cái việc cho dù họ có đi tới tận cùng thì chỉ là khiển trách cái người nha sĩ là không làm đúng luật mà thôi. Ok. Dạ. Yeah. Ok. Dạ, yeah, vâng. Dạ. Yeah. Rồi, rồi. Ok. Cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Dạ, yeah, không có chi bà. Đến đây thì chúng tôi được biết là chương trình đã mãn, thành ra chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt giờ qua, và cũng cảm ơn một quý thân chủ của tôi đã có lời tốt cho văn phòng chúng tôi. Và chúng tôi cũng kính chúc quý vị, mong là quý vị có một cái tuần lễ vui vẻ với người thân và gia đình.
và mong là thứ ba tuần sau, tức là chúng ta còn không tới một tuần nữa là quý vị sẽ đi bầu. Và cái quan trọng đối với tôi nghĩ đó là nếu chúng ta bầu thì nếu có những cái người Việt mà đứng ra để ứng cử những chức vụ dân cử, cho dù đó là mayor hay là councilman hay là board of supervisor hay là congressman, thì cho dù người đó bất kể đó là Cộng hòa, Dân chủ hay là Độc lập, thì chúng tôi mong rằng mình là người Việt Nam, mình sẽ bầu cho những cái người ứng cử viên người Việt, là bởi vì cộng đồng mình đó, nó còn mới mẻ quá và mình cũng cần phải có cái tiếng nói, cần phải có cái người đại diện. Bởi vì không có thể một cái người Mỹ trắng hay là cái người Mỹ hay là cái người Mỹ đen mà có thể sẽ biết được những cái quyền lợi cũng như là cái nhu cầu của cái người Việt, của cộng đồng người Việt của mình. Thành ra chúng ta cần phải có một cái người Việt Nam để đại diện mình trong những cái cơ quan lập pháp. Cho dù cái người đó, đó là có thể bất cứ từ cái đảng phái nào, hoặc là Cộng hòa hay là Dân chủ hay là Độc lập hay là Green Party gì chăng nữa, thì chúng tôi mong là quý vị sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó mà để bầu đúng người. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ, và từ đây tới tuần sau, nếu quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc về vấn đề luật pháp thì có thể liên lạc với văn phòng của chúng tôi qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Với hơn 33 năm hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ và với sự cộng tác có nhiều luật sư Việt và Mỹ thường xuyên tại văn phòng, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ quý vị trong vấn đề luật pháp. Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ và xin hẹn gặp quý vị vào thứ Tư tuần sau. Và xin cảm ơn.